chào mừng tất cả các em đã quay lại với kênh của Shop Báo Kiwi. Thì hôm nay chị sẽ chơi thử cái bộ sticker như thế này nhé. Đây là cái bộ sticker có giá là 30.000 đồng. Đây là bộ sticker công chúa nè, rất là xinh xắn luôn. Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa nè? À khoan đã, các em không muốn đặt hàng hay gọi điện qua số điện thoại là 0937 599 707 để đặt hàng và tư vấn một cách nhanh chóng nha. Là các em có thể là đặt hàng qua Facebook hoặc là Zalo của Shop Báo Kiwi nè. Đó, rất là tiện lợi luôn, có rất là nhiều cách đặt hàng rất là tiện lợi ha. Rồi thôi, bây giờ chúng ta cùng đến với cái bộ sticker này thôi. Là sticker 2 tầng giới thiệu xương xương thôi nè. Em nhìn những bộ váy nè, rất là xinh luôn, cực kỳ xinh xắn luôn ha. Rồi dưới đây là những cô nàng nè, một cô nàng, hai cô nàng, ba cô nàng, bốn cô nàng, nhìn tạo dáng rất, hai cô nàng cuối tạo dáng rất là gọi là rất là sao ta. Trời, nhìn hai bạn ẹo cái chân kìa, dễ thương làm sao đó. Còn hai bạn ở trên thì kiểu như là phong cách gọi là kiểu người mẫu á, không có kiểu như là không có nghịch như hai bạn ở dưới. Rồi thôi, chúng ta cùng tháo bộ này ra đi. Đây ở đằng sau có một phong cảnh lâu đài, thì lát nữa chúng ta dán những con này ra đằng sau đi ha. Đi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái con này này vô cái phòng ngủ phía trước. Đâu rồi, đây 1, 2, 3, 4 cho cái con này là chị em đây. Con này này đẹp nhất, sửa con nàng này nên là cho con nàng này làm út pi hay làm chị gì đó, thôi kệ đi. Một con nàng nghiêm túc với một con nàng nghịch ngợm thì mới vui. Có nam con nàng mình tóc cam nè, con nàng tóc màu xanh, chuẩn bị thay đồ thôi cho cái con nàng này thả sức mà quẩy luôn. Chúng ta sẽ đến với một cái tấm đầu tiên đi ha, cái tấm một những cái tấm trang phục đầu tiên này cho con nàng này mà chiếc váy vàng này đây. Cho cô nàng tóc cam đi ha, rất là dễ thương luôn. Bộ màu hồng này, bộ màu hồng xanh này cho cô nàng tóc xanh bạc đi, rất là đẹp luôn. Bộ váy này, các em cảm thấy thích cô nàng nào trong những cái bộ váy mà chị mới thay á, ghi ở dưới phần comment. Cái váy này có vẻ không hợp con nàng tóc xanh. Ok, nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì trời ơi, khó lựa quá, các em lựa giùm chị thôi. Các em cảm thấy thích bộ nào ta? Thôi được rồi, váy hoa màu tím nè. Con nàng tóc cam sẽ mặc một cái bộ đồ, mặc cái bộ này đi. Các em thấy con này mà đẹp nhất thì comment dưới cho chị biết với nha. Tháo ra. Xin chào, tiếp theo sẽ là những cái váy rời nè. Chúng ta sẽ phối váy rời những con nàng này đi. Chị nghĩ là chị nên phối váy liền đi cho lẹ. Lần này thì ra các con nàng này khi mà thay đồ xong sẽ cho các con nàng này đi tới cung thành nha. Tiếp theo là sẽ phối vương miện cho những con nàng này. Ở đây có một cái nón màu xanh nè, rồi cái nón màu hồng cho con nàng này. Đây, cô nàng số 1 hãy ngắm cho kỹ thế nào. Rất là xinh xắn luôn nè. Rồi, chỉnh tên, quay một vòng, đằng sau chả có gì hết. Nên thôi quay lại đằng trước. À hi hi. Cô nàng số 2, gỡ cái nón này này thấy chưa. Đây, cô nàng số 2 nhìn rất là tiểu thư luôn ha. Cái váy có vẻ hơi lệch, chỉnh lại cho cô nàng này thôi. Có một cái nơ này, cho cô nàng này thêm một cái nơ lên đây nữa. Rồi, rất chuẩn luôn. Cô nàng màu vàng, chị đã ngắm kỹ cái bộ đồ của cô nàng màu vàng này chưa? Chị nghĩ cái đàn màu vàng này nên có thêm một cái cây đàn nữa, nhìn rất là đẹp. Chà chà, cô nàng cuối cùng của chúng ta, cô nàng thứ tư đã bị rớt cái vương miện rồi nè. Đây, rất là đẹp luôn. Hình như cái vương miện nó không hợp, vương miện này dành cho lúc vua. Là chị sẽ đổi cái này cho thêm một cái áo tràng nữa, rồi rất là đẹp luôn nè. Chúng ta sẽ trang trí cái phòng này lại cho các cô nàng đó thôi. Đâu rồi những cái vương miện hãy chưa về trong tủ đi nào. Chị cái phụ kiện này chị không biết phối ở đâu cho những cô nàng này luôn á, nên thôi cứ cất lại trong tủ cho các cô nàng đó đi. Ở đây có túi xách rồi, lát nữa các em cũng sẽ biết chị bỏ vào bên để làm gì thôi. A hi hi, các em đã đoán được chưa nào? Mình thôi như đây chắc cũng được rồi đó. Đây bây giờ cho các em xem nè, đây là cái căn phòng mà chị đã dán cho các cô nàng này, nhìn cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi mấy lần sau thôi, sẽ cho từng con này một lên trên tỏa sáng. Hai cho các em nhìn ngắm thôi nè. Keo của những cái tấm sticker này rất là chắc luôn. Có thể cho các con này là những cái lượt bình chọn đi nè. Ta-da, vậy là đã xong rồi đó. Các em mà thấy con này là đẹp nhất thì comment dưới cho chị biết với nha. Rồi bây giờ thì chắc là xin chào và hẹn lại các em những video tới được rồi đó. Các em mà có thắc mắc gì hãy liên hệ đến số 0937 899 707 để được thay đổi bổ sung đơn hàng trước 9 giờ
tối. À nhầm, kiểm tra đơn hàng riết rồi bây giờ cũng suốt ngày cứ kiểm tra đơn hàng riết luôn hà. Mà thôi, cứ gọi điện qua số điện thoại này để được đặt hàng và tư vấn một cách nhanh chóng, hoặc là có thể là nhắn tin qua Facebook hoặc là Zalo đặt hàng cũng được. Bởi vì các em sẽ được tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Xin chào và hẹn lại các em trong những video tới nha, bye bye.